Rồi, xin chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại video tiếp theo của Hoàng Hà Audio. Thì hiện tại bên Hoàng Hà chúng em đang xuống hàng đây, đang về một số những cái lô loa của cây 512. Hôm nay về số lượng rất là nhiều các nhá. Đây anh em đang mang hàng vào trong đây. Đang xếp hàng đây. Đấy, hôm nay về rất là nhiều luôn. Hàng một lô hàng, một lô xe. Thì hiện tại thì bên cửa hàng em vẫn đang để cho bác giá rất là tốt về những cái lô của loa KI512 như này nhé bác nhé. Đấy, số lượng về thì rất là nhiều nên là sẽ để cho bác giá là tốt. Những bác nào mà muốn mua hàng nhập số lượng, nhập số lượng buôn thì bên em vẫn đang có. Đấy, đây anh em đang về đây. Những lô loa này rất là nặng bác nhé. Mỗi một đôi nó rơi tầm 18 cân. Đấy, 18 cân một đôi loa. Đấy, hàng rất là đẹp, rất là zin. Đảm bảo cho bác là hàng rất là ngon nha, xịn nhá. Đây, ngoài những cái mẫu như của loa cây 512 thì bên em còn về thêm cả những mẫu của Mi 506 nữa nhá. Đây, ngoài hiện tại đang xếp vào đây. Nhưng xếp gọn gọn này nhá, xếp gọn gọn này. Đấy. Đây. Đây, hiện tại đang xếp rất là đầy nhà đây, kín nhà đây. Tại nhà tân hàng là hàng đấy, Mi 506 rồi những cái mô lô loa của cây 512, KN10. Đây hiện tại thì anh em vẫn đang tích cực về vào. Quá đỉnh nhìn này. Hôm nay thì là một cái video toàn cảnh về xuống hàng nhé, xuống hàng cho tất cả các bác xem. Đây thì những cái lô loa này thì đảm bảo cho bác là hàng zin của công ty 100%, vẫn đảm bảo cho bác chất lượng tốt này, hàng ngon này, ngon nghẻ cho bác luôn. À, vẫn đang xuống hàng rất là nhiều luôn, những cái lô loa cây 512. Đấy, hiện tại trong kho này em vẫn đang rất là nhiều cái lô của loa cây 512 luôn nhé. Đấy, và đây giới thiệu cho bác về một con Omni Sunken, một con hàng mà hiện tại bây giờ em mới về được hàng đây, một trong những cái dòng Omni mà chạy hàng nhất của bên cửa hàng Hoàng Hà chúng em. Đấy, thì những cái lô của loa cây 512 này thì vẫn đang chất lượng rất là tốt này. Đây, thì rất là đẹp này. Có điện thoại kìa, nghe điện thoại của anh này. vừa phải bê hàng vừa phải điện thoại đây. Quay lại cho bác xem một lần nữa về cái lô của Mi 506 nhé. Đây là cái dòng Mi 506 dòng Sunken. Đấy, hôm nay thì em mới về được hàng, để trong kho rất là nhiều và mang ra cửa hàng để quảng cáo cho các bác. Đấy, quảng cáo rất là nhiều. Đây, anh em vẫn còn vẫn đang bê đây, vừa bê hàng vừa phải nghe điện thoại đây. Đấy, nói chung là hôm nay thì về rất là nhiều hàng nên là anh em sẽ hơi vất vả một tí để cố gắng. Đấy, cứ bê hàng vào. Vừa nghe điện thoại vừa bê hàng thì có thể siêu không phải không? Đấy, thì hiện tại với những cái lô loa này nhé bác nhá, em đang để cho bác giá cực kỳ tốt về những cái sản phẩm của loa cây 512. Những sản phẩm này thì hiện tại là đang là những cái sản phẩm mà bên em đang bán giá khá là rẻ so với thị trường bác nhá. Giá chỉ rơi vào tầm 4,5 triệu thôi. 4,5 triệu là em đã bao ship và cộng thêm phí vận chuyển và cho anh rồi, hàng về đến nơi có thể kiểm tra hàng thanh toán. Đấy, những cái lô hàng này của bên em hiện tại về rất là đẹp luôn. Đây, anh em vẫn đang vận chuyển. Okay. Sắp sửa hết loa rồi. Ngoài ra những cái đôi loa của cây 512, cây 510 thì hiện tại bên em còn ở bên trong xe thì vẫn đang có những cái mẫu sản phẩm như là loa súp nhá. Đấy, con nhìn này. Đang xếp đầy hết cả nhà rồi. Vẫn chưa ấy này. Vẫn chưa hết mẫu loa cây 512. Hiện tại vẫn còn đang rất là nhiều loa cây 512 bên trong nhá. Đấy, lần này về số lượng rất là nhiều, sẽ bán xả đi cho bác. Sẽ làm cho bác nhiều cái buổi live stream và xả hàng những đôi loa cây 512, cây 510 đi cho bác nhá. Đấy, lại phải xếp lên trên cái chỗ thùng của loa đôi loa của 6012 đây. Đấy, số lượng rất là nhiều luôn. Anh em vẫn đang tích cực lên hàng vào. Bên cửa hàng chúng em thì toàn có những thanh niên trai tráng lực lưỡng thôi. Đấy, bê loa rất là khỏe. Xếp hàng này. Những đôi loa cây 510 cực kỳ là đẹp. Lô này là một trong những cái lô hàng của cây 512 đẹp nhất của bên em các anh nhá. Đảm bảo cho bác chất lượng cực kỳ là đẹp, da cực kỳ là tốt. Thì còn những cái lô loa như này thì vẫn giữ nguyên cái bản sắc của nó luôn nhá, vẫn giữ lại được cái đèn nét, vẫn là hàng nguyên zin của bên hàng từ công ty gửi về, đảm bảo cho bác luôn. Đấy, hàng nguyên zin của công ty luôn nhá.
Đây là con loa cây là một hai cuối cùng ở trên xe. Đây. Và bắt đầu bên em đang chuyển những cục xúc của B3. Đây, những cục xúc này cũng vừa mới về hàng. Đây, đây là những cục xúc của B3 Bát 30 các bác nhá. Có model là 717. Những cái dòng xúc này thì là dòng xúc của Bát chỉ vàng. Những dòng xúc cao cấp mà bên em vẫn đang giao bán trên thị trường. Giá sẽ cực kỳ là rẻ thôi, sẽ chỉ rơi tầm 2.900.000 đồng. Bên em đã bao ship về những cái sản phẩm của những cái dòng loa xúc của 717 đấy. Dòng loa xúc 717 là Bát 30 các nhá. Bát chỉ vàng đấy. Bát chỉ vàng các nhá, chỉ vàng khác với bát lòng vàng. Chỉ vàng là một trong những cái dòng bát mà của bên Đài Loan đang sản xuất và đang nhập khẩu. Những cái sản phẩm này thì đảm bảo cho bác là yên tâm về chất lượng đi. Chất lượng giá rất là tốt. Em cho chế độ im lặng đi. Một chút nữa hàng xong rồi bắt đầu sẽ nghe điện thoại của bác hàng sau nhé. Xúc 717. Đây con này thì em sẽ bỏ ra để em sẽ làm luôn video cho bác trong những video sau nhé. Đây, tại bóc luôn vỏ hộp và để ở đây. Đấy. Và có lẽ thì em bây giờ em sẽ xin kết thúc cái video ngắn gọn tại đây của bên Hoàng Hà chúng em nhé, về một cái video xuống hàng. Xin chào thôi và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Xin chào.